Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức Đông Nhi phấn khích khoe ảnh kỷ niệm 7 năm yêu ông Cao Thắng. Fan vô cùng trông chờ đám cưới của cặp đôi sẽ sớm diễn ra. Đông Nhi và ông Cao Thắng là trong những cặp đôi tiên đồng ngọc nữ được fan vô cùng yêu mến. Để hỗ trợ cho Đông Nhi, ông Cao Thắng không ngần ngại lui về hậu trường và trở thành bờ vai vững chãi trên con đường nghệ thuật của nữ ca sĩ. Hầu như trong mọi show diễn, quán quân The Remix mùa đầu tiên luôn được chàng soái ca điển trai thắp tùng. Anh luôn cẩn trọng coi lại sân khấu và không khí xung quanh trước khi Đông Nhi bước ra. Tình yêu của cặp đôi đủ khiến nhiều người tin rằng chuyện ngôn tình là có thật trong cuộc sống. Mới đây nhất, Đông Nhi còn khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi chia sẻ hình ảnh đánh dấu năm thứ 7 bên cạnh người yêu. Bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi vàng đã nhận được 200.000 lượt like và 400 chia sẻ của fan hâm mộ. Vô số lời chúc phúc được fan gửi đến Đông Nhi và ông Cao Thắng. Thậm chí, người hâm mộ đang ngóng trông một đám cưới diễn ra trong thời gian sớm nhất. Đông Nhi từng chia sẻ, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì bên cạnh ông Cao Thắng, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên cảm giác những ngày đầu mới yêu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.